take it out from me, from me, from me now, girl. Chào mừng em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel CZ. It's me, I am CZ. Ok, không có gì lắm. Mình sẽ đếm giây ở chơi không? 3, 2, 1, 0. Never need it no more. Đổi chắc chơi bán thần. Floor không ra. Thế mình sẽ bán hết đi và mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này nhé. Bye. A few moments later. Hi anh em. Đây là mình sau chuyện thua của mình đang có. Cho đánh cái này à? Không biết đánh kiểu gì luôn anh em ơi. 8 7 7 8 7 8 8 3. Ok. Sure. Nào xem ra tướng gì mình đánh nào. Ê sao này mình bị lag ấy, thật. Mình bị chơi TFT nhiều quá rồi. Có một trận mà mình có thể tăng sao nhá, xong rồi mình cứ phải mua hai con tướng mình mới dám dùng cái thẻ tăng sao đấy. Điêu thật. Kiểu trong TFT nó chỉ có ấy đấy, nó chỉ có cái chế độ mà gì nhỉ? Có cái mà thẻ sao chép tướng ấy. Còn trong này là thẻ tăng sao, nó tăng hẳn lên một cấp độ luôn. Quên. Tăng sao tăng lên một cấp độ luôn. Trong kia là nó là sao chép tướng nên là mới phải cần đủ tướng mới sao chép được. Lú thật sự anh em. Ok này. Còn vàng nữa thì tổng mình cứ quên, mình cứ để 50 vàng anh em ạ. Rất kiểu cái lát. Chỉ nên chơi một game một thôi anh em. Chơi hai game lẫn nhau thành người lẫn luôn đấy anh em. Giờ thật sự luôn. Nacot mình muốn lấy một cái ngọc đại pháp sư nhá. Chỉ ngọc đại pháp sư là ngon. Đấy thì 10 điểm rồi. Mặc dù tuy là vẫn lẫn nhưng mà vẫn nhớ được là phải đánh gì anh em. Vẫn nhớ được phải đánh gì đấy. Thú bỏ nhau nhá. Thú chơi thế là tài 3 rồi. Chơi thế là tài 3 rồi. Xin có lắc ám em ấy. À, sợi ơi cái gì thế này. Đại quá. Chú biếu anh con voi không thế này thì anh cứ cầm thì nó ngại quá. Thôi anh cầm nhá. Cầm con voi không thôi nhá. Thế thì trợ thủ cũng nách thôi anh em ơi. Trợ thủ gì nữa tầm này cũng còn voi 2 rồi anh em. Nacot thì Nacot 3 đồ xịn. Cũng xịn. Cũng không phải gọi là dở. Sao con Nacot này yếu thế? Ủa? Sao lại thua được nhỉ? Mình không thấy một cái lý do để mình thua luôn đấy. Thì sẽ sai em ta. Thì sẽ sai em ta Garena. Garena có nhầm người không? Ở đây mẹ lại mình thua. Chứ không còn hắc ám nào để kích thêm cho con Nacot anh em ơi. Ok em sao. Trận này thì chắc là đánh nguyên tố bán thần thôi. Đồ thế này thì không đánh nguyên tố bán thần thì nó lại là một tội lỗi với thiên hạ. Rồi rất nhiều John. Thì cái Nacot của tôi chém hết anh em ơi. Bây giờ mong nhất là John Tublian. John Tublian là con Nacot nó xuống nó chém hết luôn đấy. Floor thì cũng thường thôi. Cho bấm kia xin trước. Nacot ulti phát. Ok, kích truy hồn. For me, for me.
Baby, let's turn down the light. Vẫn chưa khỏe lắm nhỉ? Cảm giác vẫn chưa khỏe lắm. Nó cũng vẫn có thể thua được ấy em. Cảm giác rất là bất an là có thể thua được bất kỳ lúc nào. Ủa? Sao Van Helsing mình tự bắn tự chết à? Nhiều pha không muốn nói đâu. Nhiều pha chưa muốn nói đâu. Thợ săn quỷ chắc đi thôi. Ngày này cũng thợ săn quỷ gì nữa anh em. Còn đi con quỷ mà săn nữa. Đi đi anh em. Hãy đi đi, đi tìm một tương lai sáng lạ hơn đi. Bên tổ, mình quên lấy sát thủ rồi đấy. Quyết kích con sát thủ này vào được. Xong rồi lấy full nguyên tố đi. Floor, à thưa floor cũng được. Floor có 20 mana, nó bút 25 mana thì nó cũng gần ulti. Thôi rồi, trận này thắng rồi. Ui, biết thế trận này không thắng. Nhìn cái chuỗi thua. Quên mất đấy. Để não mình đã không nhanh với cả cờ Liên Quân nữa em. Quen nhìn TFT. Mà không sao hết, vẫn chơi được em ạ. Flo nhé. Để này sợ một cái thương bắt bên kia quá nhỉ. Chắc em đang có thương vậy. Mặt sau mình chắc. Mình chưa kích được hắc ám cơ anh em. Cái game kỳ thật, mỗi con nắc ạ. Nhưng mà con nắc này sẽ rất là gánh. Nắc này cái điên đầu luôn. Đủ nguyên tố rồi đấy, chứ không có hắc ám này. Chết phát nhá. Một cái thương đấy. Thật cái thương bọn này đấy. Tên sớm thôi. Chẳng kích khắc ám nữa. Kệ bà đi. Đấy, full nguyên tố cũng được. Thương đáy. Ui, nhiều thương nhiều bên thế. Nhiều thương nhiều bên thế các bạn. Cho nguyên tố này lên nhá. Lên tanh vậy. Đấy, lệch một tí. Nhiều thương nhiều bên thật sự. Không hiểu kiểu gì. Diêu đáy, bắt con Diêu đi. Tôi bắt con Tulane đi. Nhiều lúc không hiểu kiểu gì. Rồi, Nakot. Ulti được hai đấy. Chết luôn một bên à, trên không chạm vào con kia. Diêu ulti một phát được không em? Tulane bục phát. Chết một con. Lau ulti ok. Chết con Yon kia. Nakot ở dưới làm việc tốt quá em ấy. Giỏi luôn. Chưa tài đâu bạn ơi. Bạn này tôi đánh giá chưa tài đâu. Này muốn cho Nắc anh em ơi. Azenka cũng nhiều đam phết nhỉ. Tôi tạm truy hồn cho Azenka rồi con Nắc lấy giáp của mệnh không. Thôi cho tạm Zyu đi. Nguyên tố à. Ra nguyên tố thì mình cũng không cần lắm đâu. Bởi vì mình cho đủ đồ cho Illu rồi này. Bây giờ mình chỉ cần một con Illu thôi. Nào mình cũng không định lấy con Azenka 2 đâu. Đấy, mình có tận bao nhiêu? Ôi có ít voi đấy. Anh em chăm lấy voi trận này đấy. Bạn này phải đi này. Bạn này cầm voi này, bạn này phải đi này. Phải đi đấy bạn này. Bạn không đi là mình đi đấy. Phải một người trong hai người chúng ta phải đi đấy anh em. Chỉ có thể là tôi và bạn. Tôi hoặc bạn, một trong hai người phải đi. Azenka ulti được. Ê nhiều lúc mình cho Azenka đứng trên nó ulti được. Nó cũng rất là vui nhé. Bởi vì Azenka này thì khoảng nhận đam nó cũng ra rất nhiều đam, à rất nhiều mana anh em ơi. Azenka nhận đam ra nhiều mana phết. Nên là có thương em cho Azenka nhé. Và nó lên nó ăn đam rồi nó ulti gánh team cho anh em ơi. Này lên lên 8 thôi, lên 8 tìm con rồng, tìm con nắc 2, xong rồi lên 9 tìm con Illu. Cơ bản. Basic thôi. Chắc mệnh tím ném cho nắc có thôi. Illu rồng. Ba bán thần à?
tám tướng, ba bán thần, một voi, bốn ám. Ừ, thấy không? Chỉ vậy không? Quá cơ bản. Nhưng mà cầm con voi ba đấy. Kia về nhà voi mình cơ. Mình không nhà bạn đâu, mấy bạn về nhà mình ấy. Azen cao ulti phát em chết rồi. Voi ulti được lau không đứng đứng thẳng này. Mấy cái thương ở đây là con lau mình nó bị ulti rất là lệch lệch hướng em ấy. Ulti cái đường thẳng ở trên rồi na cót nó mất luôn. Di ulti một phát được, dùng sống lại ulti một phát được, na cót ulti một phát choáng 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 trông choáng. Hòa cờ 26 24 24 cũng lên được đấy. Làm sau nhé. Vo cái cài thôi. Thêm con này đi. Xếp lại tướng tí. As kids do when I get baby Versace on the floor. Này đi. Vẫn muốn để con nắp cót ở giữa anh em. Azen cao tim phát không được. Cái trận này cũng chả quan trọng mấy trận thắng thua này lắm, quan trọng bây giờ đi tìm tướng này anh em ơi. Tìm được con Nakot 2 là một, tìm được con voi voi ba là hai, ngoài ra thì cần thêm con rồng con gì đó nữa, có gì thì mình lấy con đấy. Cụ đen 2 tìm tiếp anh em ơi. Tìm tiếp Nagot 2, tiếp con Void 3, tìm tiếp con Illu, mà chẳng biết con Illu. Illu chắc bây giờ chưa chắc đã thấy đâu. Người tối lên đây cơ à? Căng vậy, bạn này còn ở trên này này. Ai đánh gì ấy? Bạn này đánh cái gì ấy nhở? À, cung thủ kẹp voi à? À, cái bài của mình à? Chơi bài của mình à? You dare use your spell against me? Má dùng bài mình để chơi mình ạ. Thế cũng không biết là phải bài của mình không, bởi vì ý mình là trước đấy, trước khi mình này đi. Chị khó tí. Chưa đang full nguyên tố đẹp thế kia, không không muốn bỏ nguyên tố vội bởi vì chưa có hắc ám em ơi. Thế này đi. Lu. Này đâu. Sao mình kiếm thêm hai hắc ám anh là vừa. Phát đánh thường rồi ulti. Mình bảo gì nhỉ? À cái bài cung thủ kẹp voi ấy. Tại vì trước đấy mình chưa thấy ai chơi ấy, nên là mình cứ coi như đấy là bài của mình thôi. Tại tự nhiên mình một hôm mình nằm mơ ra cái bài đấy. Nằm mơ bảo ô hay đánh thế này nhỉ? Hay là đánh kẹp voi vào cùng với cả mấy con cung thủ này nhỉ? Nghe phải hay đấy nhỉ? Thế mình chơi thôi anh em. Lấy đồ này thì không cần bán thần này. Hay lấy đồ cho voi nhỉ, phân vân phết. Man 2 rồi. Xin Arduin được không? Hay lấy đồ cho voi nhỉ. Rồi, đây. Lấy đồ cho voi hay lấy đồ cho ấy nhỉ? Hay lấy đồ cho phong cát nhỉ? Voi sắp chắc đã lên 3 được. À làm gì có đồ cho phong cát đâu anh em. Làm gì có sách thánh nữa. Bây giờ chỉ có một là lấy cái này cho voi, hai là cái này để mình đánh hai bán thần. Nếu mà hai bán thần thì sao? Hai bán thần thì mình bán hết sử nguyên tố rồi thì cũng chả đánh hai bán thần làm gì. Bây giờ kích thêm một con mình sẽ đánh phong cát, kích thêm một con nữa mình đánh một con Lily hoặc một con Thên. Thôi để đồ cho voi đi anh em ơi. Cho voi là tiện nhất rồi. Chả phương án nào tốt hơn. So, no other options. Chín nó Nakot cứ tìm tiếp đi. Rồi.
Thế là nhiều lúc hai bán thần với ba bán thần mình thấy khác nhau nhiều lắm em. Để cái này nắp nó hơi hở tí nhưng mà thôi không sao, cóp sống được. À 50 vàng quá thì anh em mình đấy lại lú chứ TFT vào đây men thôi phát đi. Trách thương. Ủa cái mà già gì này các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ đừng đừng làm thế, các bạn làm thế mình sợ lắm. Rồi nó có này nó lại chui được vào đây hay lắm. Mà không sao mình cũng khỏe lắm rồi. Ilu đang Ilu 1 thôi. Tí mình phải lên Ilu 2 đấy. Phải là con Ilu 2 đấy không? Không Ilu 2 là cũng hơi mệt mỏi. Tìm. Khóa lại nhá. Khóa lại xong rồi phán sau mình lên cấp vậy. Vót còn 5 con. 5 con thì vẫn lên được, hên xui. Lên được. Đi luôn. Khỏe quá, lù khỏe quá anh em ơi. Tại trận này nó ra đồ đẹp quá rồi, không đánh không chịu được. Jump game này cần đồ quan trọng lắm anh em. Đồ quan trọng. Siêu quan trọng này, lên nó lên rồi lấy thêm một slot tướng nữa, thêm một Vonkat, thêm một Lily, thêm một Thêm. Hay mình làm hết giáp vàng 5 vàng 2 sao nhỉ, 5 vàng 2 sao thì chắc còn Thêm với cả con Vonkat rồi nữa, cũng chẳng còn gì. Lily à, Lily thì ra không có đồ ấy, cũng không, tại vì nhá mình thấy con Thêm nếu mà có thêm 35 mana của bán thần ấy thì cũng rất là ngon luôn ấy. Và 35 mana rồi, 60 rồi, 60 chắc ngồi chơi tí lên vả phát. Mình còn thêm nữa một con ok. Thêm được. Chứ mình định bán 3 bán thần quan trọng anh em ấy. Anh em đừng nên bỏ 3 bán thần. Nhưng anh em nếu mà đánh lấy 2 bán thần rồi lấy thêm nguyên tố ấy, thì thêm được tí máu thì cũng hay đấy, nhưng mà mình nghĩ 3 bán thần nó vẫn kích được nhiều cái mà. À mình không biết miễn miêu tả nào. Ví dụ như kiểu bây giờ bỏ một bán thần đi này, thì con rồng mình lại phải cần thêm một đồ nữa để nó chơi. Cái này đang rồng mình đang thổi free luôn. Này kích cái này 20 mana sao cho con rồng thổi free luôn. Chứ không lại tự nhiên lại tốn thêm một cục mana hoặc là một phát đánh thưởng con rồng nữa là cũng là cả một vấn đề rồi. Rồng mình thổi luôn, không được thổi luôn nào, khác nhau nhiều. Bạn này đủ này. Đấy bạn nào đánh voi cung thủ nhỉ? Đây bạn này à. Cảm giác hơi miễn cưỡng nhỉ? Ba thương rồi còn... Ơ sao lại... Bạn này... Tám tướng à? Tám tướng thì... Chrissy à? Sao bạn này... Bỏ con Chrissy cho con... Ừ, vọng là đến 9. Có voi mà. Nhưng mà... Theo mình thì thực ra có Richter rồi thì anh em nên bỏ con voi đi. À bỏ tạm voi xuống rồi cho ba thợ săn quỷ lên ngon hơn chứ. Chứ gặp mình cầm hết voi rồi thì chơi làm sao được. Trong khi có thợ săn quỷ để counter bán thần của mình. Ừ. Có thợ săn quỷ để counter bán thần của mình. Đấy, ngon luôn. Ngọc đại đi cho nắc không có. Để phụ thủy đi. Này tạm nó nắc đã chứ biết ném cho ai. Cái đèn ném cho con Ilu được. Xong cho con nắc vào giữa. Xong rồi Akot nó kích cho con rồng. Thì Ilu sẽ ulti được 2 lần anh em ơi. Nhưng mà thế này con Akot cũng ulti được nhiều lần nhỉ. Cũng hay. Tôi hay để Akot ulti.
mà nó có một truy hồn. Vấn đề như thế này, này chắc này nó rồng thôi, tâm đặng silent treatment. Teo chắc bỏ, không chơi teo đâu. Nakot à? Chắc mình để cái này cũng được, bởi vì con Nakot mình đang đứng đây đang ok. Để cái này nhé, cho Nakot mình chắc chắn bay được đi nhé. Nakot như thế này là có như nhỉ, 35 cộng với 40 bằng 75, 75 chém thường mấy phát thôi là ulti được rồi, vì con Nakot 2 chém sắp lên 3 nữa, chả ai điện này lên Nakot cả. Mỗi mình chơi công thủ bà này không sợ này. Nếu trừ khi bạn này lên ba thợ săn quỷ thì hơi lo. Bạn này hơi lo này, bạn trợ thủ. Mấy trợ thủ thì bán thần mình lẽ ra phải cao tơ ấy nhỉ, chẳng có bạn này có bon cát. Nhiều thương thế làm gì anh em ơi. Thợ săn quỷ không thấy đâu. Có thợ săn quỷ khi mình vừa rồi đi ấy, chưa chắc mình đã chơi được đâu. Thật luôn. Mà không có thợ săn quỷ thì cũng bình thường thôi. Con voi này không phải con voi ulti luôn. Voi ulti luôn thì là một chuyện khác. Voi này không ulti được luôn. Bỏ con PC, bỏ con Void đi, lấy ba thợ săn mà. Bạn này thì cũng khỏe này. Chưa biết giết con cát này kiểu gì. Chắc mình cần một con cát của mình. Chờ sách thánh, lấy sách thánh nữa. Rồi. Luôn chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ. Muốn em quay về đây. Giấc mơ thôi còn bay. Vuốt ve nhiều nên trái tim này lòng đời có hay. Cho hai con voi cũng được này, thôi cho con này cho kích thêm tí máu con voi cũng được, cho hay ho. Nakot ulti ok, bây giờ không chết được á, giết được này. Sao quả này giết được con cát nhỉ? Tại sao quả vừa nãy không giết được mà này thì giết được? Nhiều lúc mình cũng không hiểu tại sao mình thắng, nên là chắc may mắn thôi. Lucky, I guess so. Bạn kia đi để mình lấy thêm tí voi nào anh em ơi. Cần thêm tí voi ấy. Ly này. Muốn em quay về đây. Giấc mơ thôi còn bay. Một ven nhiều nên trái tim này. Làm đường khó hay. Ilu ít thế nhở. Muốn con Ilu nào vậy? Này lên Nakot 3 rồi cho nó một cái đồ kia thì cho nó chơi đến sáng mai luôn. Nakot này khỏe lắm. Nakot 3 nó khác biệt lắm anh em ơi. Nakot 3 chém anh em không cần lắp một đồ mana nào, nó chém nó vẫn ra ulti mấy lần luôn. Điên thật sự. Lúc mình gặp Nakot 3 run hết cả người. Run rẩy lấy bầy các thứ. Hay mình đổi nguyên tố nhỉ. Bây giờ khi nó cho thêm hai nguyên tố cũng được. Bỏ đi ly này, thêm nếu mà thêm một cái tăng slot tướng nữa. Hai nguyên tố luôn. Tại vì mình có ba bán thần này, mình có thể bỏ một con bán thần đi, mình kích một con cát rồi, vì mình có một cái đồ 40 mana này mà. Kích ném trong đồ đấy để Ilu vẫn ulti được luôn, 10 điểm luôn. Không có tăng so tướng rồi anh em ơi. Thôi cứ chơi cái này thôi. Nhưng mà mình có thêm một con cát chính là nó. Cái này thì chịu anh em ơi, thế này thì thực sự là không còn một cách nào để cứu vãn trận đấu này cho bạn kia đâu. Thế này là trận đấu chấm dứt ở đây rồi đấy. Nakot luôn. Nhầm Nakot. Nhầm Nakot tí anh em ơi, giáp phòng mệnh cho con Nakot này. Thế lấy con Nakot 3 nhá. Nó con Nakot 3, Ilu 2. Rồng thôi. Không kịp rồi, bạn ấy chết hết rồi. Và này các bạn ấy chết hết rồi anh em ơi. Thôi đi. Tìm Nakot nốt anh em ơi. Nhìn nó biết thắng rồi. Bật đam lên cho anh em xem. Ô, Nakot 3 này. Thôi coi như lên Nakot 3 rồi nhé. Thật quá. Cái bài này khỏe ấy, bài này khỏe thật sự luôn ấy. À không phải khỏe đâu mà do nó đổ nó ra đẹp quá. Đổ ra đẹp này lại không đánh không thắng thì lại có lỗi với thiên hạ. Nên là đành phải vậy thôi. Chưa tài đâu, may rồi. Nhưng mà vậy thôi. Mình ở đây cũng kết thúc rồi, bạn thích cái clip trên thì hãy like.
subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi, bye bye.